cơ chế hình thành mụn và phương pháp điều trị. Nếu nhìn da của chúng ta qua kính hiển vi, chúng ta sẽ nhìn thấy hàng ngàn các lỗ nhỏ được gọi là các lỗ chân lông. Sâu dưới lỗ chân lông là các tuyến nhờn của da. Các tuyến này liên tục bơm dầu hay còn gọi là các bã nhờn. Các bã nhờn sẽ được bài tiết ra ngoài bề mặt da thông qua các lỗ chân lông. Trong lỗ chân lông còn có rất nhiều vi khuẩn. Thông thường vi khuẩn cũng sẽ được đẩy ra ngoài cùng với bã nhờn và các tế bào chết. Khi cổ năng lông bị bít tắc thì các bã nhờn, tế bào chết và vi khuẩn sẽ bị giữ lại dưới da, không thể thoát ra ngoài, gây ra phản ứng viêm. Đó chính là lúc mụn bắt đầu hình thành. Kem dưỡng và mỹ phẩm trang điểm cũng có thể là nguyên nhân gây bít tắc lỗ chân lông. Và đặc biệt, lỗ chân lông có thể bị bít tắc do thói quen thường xuyên sờ tay lên da mặt. Sự tổn thương về cấu trúc lỗ chân lông khiến vi khuẩn và phản ứng viêm lây lan sang các vùng lân cận. Đó là lý do vì sao vùng da mụn ngày càng lan rộng hơn. Để ngăn chặn và loại bỏ mụn, bạn cần ngăn chặn các yếu tố gây bít tắc lỗ chân lông và điều trị chăm sóc da phù hợp. Arms Treatment tại DK Clinic giúp xử lý vấn đề gây bít tắc lỗ chân lông, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra mụn, đồng thời xóa mờ vết thâm cho làn da sáng mịn, khỏe từ bên trong, hạn chế tối đa khả năng mụn tái phát và tăng cường sức phục hồi của làn da. Với mỗi khách hàng đều được trực tiếp chuyên gia da liễu thăm khám và đưa ra các phác đồ điều trị cho từng tình trạng da. Arms Treatment thực hiện theo 3 bước: làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, tặng mỹ phẩm trên bề mặt da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn hình thành và phát triển. Lấy nhân mụn ra khỏi da sớm, không để lại sẹo xấu và ngăn ngừa mụn phát triển, lây lan. Thực hiện các bước chăm sóc da phục hồi chuyên sâu như chiếu ánh sáng sinh học, đắp mặt nạ, điện di tinh chất, sử dụng các sản phẩm dược mỹ phẩm hàng đầu châu Âu. Arms Treatment, da sạch mụn sáng khỏe, thách thức mọi cam thường. Hotline 08 5335 0000.